Rồi xin thưa bà con cô bác, hiện tại bây giờ là 8:25. Ba Mega đang có mặt ở đây là hồi xưa ở đây là người ta gọi là ngã tư Nguyễn Văn Cự, tại vì bên tay trái có cái bốt Nguyễn Văn Cự bự lắm bà con. Ở đây là ngã tư Lạc Long Quân với đường Âu Cơ. Đường Âu Cơ này hồi xưa nó là Hương Lộ 15. Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 18 tháng 10 2024. Bây giờ 8 rưỡi đi. Rồi qua bên đây là thuộc chiều quận Tân Bình rồi. Bên đây là tổ đình Giác Lâm nè. Bây giờ mình đi kiếm cái đường để mình quẹo vô cái chùa ở quanh cái chợ Ông Địa nha bà con. Đây, cái chợ Ông Địa là ngay chỗ cái chùa Giác Lâm này luôn nè bà con, cuối chùa Giác Lâm quẹo vào hẻm 373 Lý Thường Kiệt nè. Con hẻm này bà con cô bác còn nhớ không, cái sự kiện mà không biết phải không nữa, cái sự kiện gì mà nó xa tài xế gì đó, 373 quên nữa, giờ lấy số mấy quên rồi. Giờ để mình đi kiếm, mình quay nhà trước đi, rồi lát nữa ba Michael sẽ chở bạn ấy đi. Bà con bác đợi ba Michael chút xíu. Ba 173-152-36-1B, đợi dài quá để chụp màn hình này. 373-152-373 rồi, giờ mình kiếm 152-36. Cái con đường này là vô khu chợ Ông Địa nè. Giờ mình kiếm 152 ha. 3 Mega có cảm giác là cái con đường này nó hơi bự hơn hồi xưa rồi phải. Này là 212-373-152, đúng luôn. Giờ mình đi vô đây đi, lát nữa mình vào chợ Ông Địa sao. 152 và tiếp theo là 36-10.
180, 30, 32 trời trời. Cầu 86 này nó nhỏ quá. Hẻm này vô không biết có ra được không trời. Hẻm này nhỏ quá. Không biết có phải đường cục không. Ô đường cục rồi. Thấy rồi nhưng mà làm sao quay. Rồi giờ mình đi dạo chợ ông Địa. Chợ này người ta gọi là chợ ông Địa nè bà con. Chợ này có trước năm 75 nha bà con. Ta mới còn nhớ không lầm là nó mang tên là chợ Tân Hưng như vậy. Đúng rồi. Chợ này tên là chợ Tân Hưng. Tân Hưng hay Tân Hùng đó. Đúng rồi. Tân Hùng hay Tân Hưng vậy bà con. Được xây năm 1972. À, giờ mà đi vào dầm chợ. Mấy luôn. Không phải là luôn. Hủ tiếu Nam Giang là 30-35. Khu này khu ăn uống nè bà con. Chợ này nếu mà ba mày còn đoán không lầm, ba mày còn có một cái video ba mày còn đi bộ. Ba mày gọi gửi xe ngoài đầu ngõ, ba mày gọi đi bộ. Cái chợ bây giờ nó ra tới ngoài đây luôn nè bà con. Cơm sườn. Mình ra lại hẻm 373 nha bà con.
Hẻm 373 này nó dài lắm, nó nối từ đường Lý Thường Kiệt và qua đường Lạc Long Quân luôn. Ra đường Nguyễn Văn Thoại rồi đây. Bên tay phải này hồi xưa là trường Dương Chủ các bạn ơi. Bây giờ là nó là trường tên gì đó. Đường này hồi xưa là đường Nguyễn Văn Thoại. À bây giờ là trường Nguyễn Thái Bình. Trường Nguyễn Thái Bình. Hồi xưa là trường Dân Chủ. À, hòa quá trời không. Đường này đường Tân Trang. Bên tay phải 3 mét rồi đây, hồi xưa nó là trường nữ quân nhân đó bà con. Đây là trường nữ quân nhân. Bây giờ là chung cư Thuận Việt. Bên đây là bưu điện Phú Thọ. Bên đây là cư xá Lữ Gia nè bà con. Đường này đường số 2 nè, cư xá Lữ Gia. Bên tay trái này là trường Đại học Bách Khoa. Xin thưa bà con cô bác, bà con bác thấy sáng nay bầu trời nó u ám kìa, không có một miếng nắng nữa. Tin tức từ Sài Gòn á, cho biết á, là ngày hôm nay là coi như là từ giờ đến chiều là bắt đầu sẽ ảnh hưởng một cơn mưa rất là lớn luôn bà con. Chiều nay là mưa lớn và kết hợp với triều cường nữa, là và cái mức triều cường là lên đỉnh điểm luôn nha bà con, báo động 3 hay gì đó.
chiều nay là ghê gớm lắm. Thì ở Sài Gòn là coi như là mấy cái bên quận 7, Nhà Bè, Trần Xuân Soạn, biết là chiều nay nước nó ngập cỡ nào đây. Đường này đường Lữ Gia nè. Chiều nay không biết ba mày cầu có rảnh không đó. Rảnh được ba mày cầu chạy qua quận 7, Nhà Bè quay cho bà con con bác xem cái cảnh ngập. Bên tay phải và mình gọi đây là trường Lưu Phú Thọ. Ở đây là ngã tư Lữ Gia nè, đường Lý Thường Kiệt nè, bên kia là Tô Hữu Thành. Khu này hồi đó người ta còn gọi là Phú Thọ Liều đó bà con. Rồi đây là đường Tô Hữu Thành. Bên đây là mấy cái kiosk nè bà con. Hồi xưa là buôn bán sầm uất lắm, bây giờ thì đóng cửa hàng loạt một dãy luôn. Nơi đây hồi đó sinh viên ra tập trung nhiều lắm, photocopy. Nơi đây hồi xưa là tổng kho quân dược rồi bà con, giờ là một cái chung cư. Cái nào
ngoài á, bà con có bác thấy không, sáng đi chợ lớn thì mấy sư đi ra ngoài xin tiền, rồi đi vô trung tâm này thì mấy người già đứng ngồi góc tư xin tiền. Hồi xưa ở đây đó là tổng cục quân tiếp vụ nè mọi người. Con đường Đồng Nai này là con đường đi vô cái cổng sau của cư xá Sĩ Quan Chí Hòa. Còn cái hẻm ngay đây nè, hẻm ngay đây thì hồi đó nó là cái con kênh nước để ngăn giữa cái trại quân cụ với con người dân. Đường Sư Văn Hạnh, đây là bệnh viện nhân dân 115 nè. Bệnh viện này hồi xưa đó tên là bệnh viện Trần Ngọc Minh. Đường Sư Văn Hạnh này đông quá ha. Hồi đó bên tay phải này như là trường cán bộ y tế. Mà mày còn nhớ mang máng là vậy. Mà mày còn nhớ đâu trong cái hẻm này nè, hay là đông đâu đây nè, bà con có một cái trung tâm đào tạo cán bộ y tế. Bây giờ mất tiêu rồi ta. Giờ nó thay đổi quá rồi. Hồi đó Sài Gòn có hai trường y nổi tiếng lắm, một là y dược, hai là trung tâm đào tạo cán bộ y tế. Điện thoại gì mà nó cứ kêu tin hoài.
mình ra đây, con đường này là đường 3 tháng 2. Con đường này hồi xưa là đường Trần Quốc Toản. Trong đầu ba mày gò đang phân vân suy nghĩ quá cho nên ba mày gò cũng không có tập trung vô quay phim nữa. Hồi đó bên tay trái này chạy lính rồi mà con. Nhiều việc quá cho nên đầu óc nó hơi bị mông lung chút xíu, có gì bà con có thông cảm. Bên tay phải này là có cái nhà thờ Vinh Sơn, bên kia đó là viện Quá Đạo. Đường này đường Lê Hồng Phong, hồi xưa là Bê Chính Ký. Hồi xưa ở đây có cái võ đường Nhu Đạo Văn Trung nè bà con. Nhà hát Hòa Bình được xây năm 85, kiến trúc sư là ông Quỳnh Tấn Phát đó bà con. Đường Trần Minh Quyền này xưa là Trần Văn Văn. Nơi đây hồi xưa là Ủy ban Liên hiệp bốn bên nè. Cái tòa nhà làm việc bây giờ vẫn còn đó. Kế bên nữa là Học viện Quốc gia Hành chánh. Sau năm 75 đổi tên lại là Học viện Hành chánh Quốc gia. Chùa Phước Hải này là của sư bà Tịnh Nguyện nè. Trả mặt bằng kìa, ghê không, trả mặt bằng sale up 40-80% luôn, ghê quá. Ở đây hồi xưa có đại học Trung Thương nè, của một cái phân khoa của viện đại học Minh Đức đó bà con. Hồi đó ngay chỗ này nó là cái ngã ba nha bà con, ngã ba đường Cao Thắng với đường Bán Hai. Hồi đó đây là có vách tường nè. Cái chỗ mà bên kia trung đài khoảng năm 89-90, ba mày còn phải dắt bộ xe tới đó ra bánh xe. Ở đây là cái vách tường, ở đi xe đạp cái bị bể bánh cái phải dắt bộ tuốt tới đó, có cái ầm sửa xe đó khoảng năm 89-90 gì đó. Khu này hồi xưa bên tay phải này bán quần áo thời trang nhiều lắm, bây giờ cũng còn nhưng mà thấy lưa thưa. Cái tiệm ở chỗ này đã bán trên 30 năm rồi nha bà con. Cái khu này hồi đó là mấy góc đường nó bán quần áo nhiều lắm. Chợ này chợ 20 nè, nó còn hẻm đó chợ 20 rồi. Ở đây hồi xưa có nhà hàng Bảy Mập nè, ngay tại ngay góc đường này nè bà con. Vào năm nào ba mày còn quên rồi, giáo sư Bông á bị bùm ngay tại đây nè. Ngay tại giờ đây là mấy cái xe đang đứng luôn. Năm nào ba mày còn quên rồi, bà con bác nào có nhớ nhắc giúp ba mày cội. Chúng ta đang đi trên con đường Cao Thắng à, tại kề shop rượu Lan Anh chịu không nổi, đóng cửa mặt bằng luôn.
Đây là cư xá đô thành nè. Hồi xưa đây là cái trường học nè bà con. Ồ, viện thẩm mỹ đóng cửa luôn rồi. Ồ, ghê ha. Những cái nơi mà từng là nổi tiếng một thời đóng cửa hết rồi. Những cái mặt bằng đẹp ở góc tư, góc ngã ba gì là đóng cửa bà nó hết. À, chúng ta đang đi ở đây là cư xá đô thành nha mọi người. Đây là dòng hàng. Đây cuối cái khu cư xá đô thành là đây, đường này đường số 4. Đi ngang qua mấy cái tiệm giặt ủi nó nghe mùi thơm. Không hiểu sao ra tiệm giặt ủi nó thơm mà mình nhà mình giặt đồ nó không có thơm bằng. Ngộ lắm. Tiệm tóc Giang. Đúng rồi, Huế. Trời, bóng đèn mà ông bóp, bẻ cái bóp. Vườn vườn chuối. Sáng nay ba Michael cái đầu óc hơi suy nghĩ tùm lum hết cho nên ba Michael không có quay nói chuyện nhiều được, bà con cô bác thông cảm nha. Nhiều việc cần giải quyết quá. Điện Biên Phủ. Ở đây hồi xưa có cái trường văn học nè bà con, của nhà thơ Nguyên Sa đó. Ông là như là tên là Trần gì Lan Lan đó bà con, không nhớ. Hình như Trần Bích Lan thì phải. Trần Bích Lan. Ba mẹ cậu thích nhất cái bài thơ của ông là hồi đó ba mẹ cậu có một cái quyển tập thơ của Nguyên Sa của ông luôn á. Trong đó có cái bài thơ mà ba mẹ cậu thích nhất là Áo Lụa Hà Đông á. Còn đây là chợ vườn chuối nè. Đi à, đi luôn đi. Dạo vòng luôn chợ vườn chuối.
Hồi đó cái thời mà giới trẻ đó, nó thích hai cái loại tập thơ, một là Nguyễn Bính. Nguyễn Bính là nhiều nhất nè. Thời mà trẻ mà khoảng từ 15 đến khoảng 18 tuổi bà con là rất thích thơ Nguyễn Bính. Bây giờ mấy bạn trẻ giờ đâu còn tập cái thói quen viết thơ tỏ tình nữa. Những bài thơ tình bây giờ nó thay thế bằng cái smartphone điện thoại. Thậm chí bây giờ cái AI luôn bà con, sử dụng công nghệ AI viết thơ tình. Trời ơi, nó đầm thấm, nó mùi mẫn dễ sợ. Bà con cô bác có thể sử dụng cái AI viết thư tình chưa? Trời ơi, nó lầm lì bì đát. Mùi mẫn. Công nghệ bây giờ nó hay lắm rồi. Nó thay thế cho cái đầu óc hết trơn. Chợ này chợ vườn chuối nè mà coi. Ui xa, cục này hơi bị đông. Cục này hơi bị đông. Người dừng lại thôi là kẹt cứng. Ôi trà, mưa bà con, cho nên chợ nó lầy lội, đường nó bể lên nè. Ồ, cái đường chợ vườn chuối này nó bị cày nát bể ghê quá. Nó bị sụp luôn rồi bà con. Họ phải đổ đất đá gì tùm lum này. Đó bà con, bác nhìn thấy đường nó xấu ghê không? Đường này xấu quá. Con đường chợ vườn chuối này hôm nay như bị đào xới hay sao đó, xấu quá. Đúng rồi, bị đào lên để đặt ống cống nè mà con. Này chi. Mà mày còn có cảm giác cái đường nó nhỏ quá. Ở đây người ta đang đào, người ta đặt ống cống. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Ồ, đặt ống nước nữa nè. Ui, trời.
Rồi. Trời ơi, mệt quá. Đây là đường Nguyễn Đình Chiểu. Đường Nguyễn Đình Chiểu này là hồi đó nó tên là đường Phan Đình Phùng nha bà con. Quá trời đông rồi. Trời ơi, làm gì mà kẹt dữ vậy? Ồ, cái đường Nguyễn Chiểu này làm gì mà kẹt dữ vậy? Wow. Bên đây phải này trường Rạng Đông nè. Ở đây có chùa Kỳ Viên nè, khu này khu bàn cờ. Đường xá này sao nó kẹt dữ ha. Đây có chè Hiển Khánh nè. Đây là mấy cái đồ mà phục vụ trang trí tiệc cưới gì đó. Cổng hoa, xe cưới. Nói chung đây là làm về mấy cái dịch vụ đám cưới. Thank you.
đi nghĩa vụ quân sự bây giờ nó có, nếu mà không đi nghĩa vụ quân sự thì có thể đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự công an nhân dân luôn nha bà. Nãy bà mày cầu thấy đi ngang qua phường thấy có một điểm đăng ký nghĩa vụ dạng giống như nghĩa vụ quân sự mà công an nhân dân. Truyền hình kìa. Mấy cậu đang đi trên con đường Hùng Vương. Xe cứu hộ rồi con. À, cái xe này là bị niêm phong. Đưa bà con bác. Cái xe đó bị niêm phong là dạng như đậu quậy á. Ba mày còn thấy niêm phong mấy cánh cửa rồi. Đây là công viên Hòa Bình nè. Bên đây là hồi xưa là bệnh viện của cảnh sát quốc gia và bây giờ nó là bệnh viện 30/4. Khu này là khu chợ trời An Đông nè. Bà con bác thấy không, người dân người ta bày đồ ra, người ta bán mấy cái giống như khu bên Nhật Tảo á. Quá phù. Rồi bên tay phải này hồi xưa đó là khu gì siêu thị á, BX của Mỹ. Tay phải này là BX của Mỹ hồi xưa nè.
đầy hủ tiếu cả cần. Chiều nay ba mấy cậu đi ăn với đứa em ở bên Trung Quốc. Nó từ bên Nghi Hưng Trung Quốc nó qua bên Việt Nam nè bà con. Nó mời ba mẹ cậu tháng sau qua bên Trung Quốc, không được giờ bây giờ nó mua vé máy bay nó bay qua Việt Nam nó gặp ba mẹ cậu. Nhà thờ Thánh Nữ Văn Đa nè. Ba mẹ cậu hẹn em ấy trưa nay đang trưa ở siêu thị Âm Bình Tân. Cái đứa em mà ba mẹ cậu nói bà con bắt là tặng cho ba mẹ cậu cái ấm á. Ấm tử xa á. Mời ba mẹ cậu qua Nghi Hưng chơi. Ba mẹ cậu nói giờ khó đi quá. À, thế là bút vé máy bay giờ bay qua gặp ba mẹ cậu. Đây là trại Trần Nguyên Hãn đó mà con. Khu này bây giờ là CGV, Hùng Vương Plaza nè. Hồi xưa nó là Hùng Vương Passion, Passion Hùng Vương. Giờ là Hùng Vương Plaza. Nơi đây hồi xưa là cục truyền tin quân đội, trại Trần Nguyên Hãn. Lớn lắm đó nha bà con. Toàn bộ khu vực này bao gồm luôn cái khu này luôn nè. Rồi quẹo trái con đường này đường 3 triệu, giờ mình đi về. Chúng ta đang đi trên con đường 3 triệu nè bà con. Hình như trước năm 75 đường này cũng là đường 3 triệu luôn. Thôi nhìn qua bên kia đó, người dân người ta xếp hàng xin cơm đó bà con. Trường Hòa Mỹ 2 này là hồi đó là trường 3 triệu bà con. Bà con có bác xem kìa, bên kia bắt đầu người dân người ta xếp hàng, người ta chờ người ta xin cơm. Ở đây tự nhiên hình thành ra cái khu này trở thành cái khu cứu đói. Đó, bà con có thể nhìn đi, cứ đến ngày đến giờ là ngồi ra thi hết để được phát cơm ăn. Mà những người này là những người thuộc dạng là đói khổ. Đói khổ mới đang mà ngồi lay lứt mà xin cơm kiểu này nè. Đó, bà con có thấy không? Càng ngày càng nhiều. Khủng khiếp quá trời khủng khiếp. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng thấy ghê. Kéo hàng dài dài dài. Đây là cảnh phát cơm cứu đói nè. 10 giờ sáng. Đó bà con quá. Hồi đó chỉ có chút xíu à. Càng ngày càng ghê. Thêm dòng nữa cho bà con quá coi bên đây. 10 giờ mới phát bà con. Hai bên đường. Khủng khiếp. Quá ghê ghê. Trời ơi coi ngồi 3-4 lớp. Ghê. Quá trời. Quá trời quá đất. Không thể tưởng tượng được. Ngồi 3-4 lớp vậy đó.
nhìn hơi thám thiệt. Thôi ba mẹ rồi xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.